thầy ạ. Thầy có thể giới thiệu về tên cũng như về trường của mình. Trường trung học phổ thông chuyên Lý Tự Trọng Cần Thơ là trường chuyên duy nhất của thành phố Cần Thơ. Hôm nay là tròn 20 tuổi. Trường thì có năm nay là 29 lớp. Thầy cô giáo trong trường cán bộ viên là khoảng 100. Trường đặt ở địa chỉ số 19 đường Cách Mạng 8, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. Dạ, trường năm nay thì tham dự bao nhiêu học sinh vậy ạ? Năm nay trường tham dự Olympic thì cũng như mọi năm tức là 60 học sinh. Trường luôn luôn là đủ đội tuyển để đi dùng tất cả các môn. Kết quả năm nay so với năm trước thì nó thế nào ạ thầy? Kết quả năm nay so với năm trước thì có tiến bộ hơn về số huy chương. Năm trước là 38 huy chương, năm nay lên cái được 9 huy chương, 39 huy chương. Nhưng mà số huy chương vàng thì nó ít đi. Dạ, nhưng mà so với mục tiêu mà thầy đề ra lúc trước thì dự thi thế nào? Tức là chỉ tiêu của trường thì là đặt ra trong kế hoạch đầu năm học là tổng số huy chương là 39 và đúng ngày 39 không còn được thêm. Được biết là sang năm thì Cần Thơ sẽ là nơi đại diện, thì thầy sẽ đặt ra mục tiêu như thế nào cho cái trường của mình? Tại vì cái cuộc thi Olympic này đó thì không có xếp hạng, không có cái xếp hạng từ đoàn. Nhưng mà trước đây, từ trước giờ thì trường chuyên Lý Trọng nếu mà tính về tổng số huy chương thì luôn luôn cũng nằm trong top 5. Năm nay cũng vậy luôn, nếu mà các đoàn mà có số huy chương nhiều nhất á thì tôi cũng đặt ra mình cho mình một cái mục tiêu đi phấn đấu, tức là cố gắng là nâng tiến thêm, nghĩa là nâng cái tổng số huy chương nhiều hơn. Và thứ hai là đơn vị đăng cai mà do đó phải nỗ lực hết mình để tăng gấp đôi số huy chương vàng của năm nay, và có thể là gấp 3. Đây là lần thứ mấy trường của mình tham gia Olympic 30 tháng 4 thì đây là lần này là lần thứ 16, thì trường cũng đã tham gia tới lần thứ 12. Nói chung thì năm nay thì Lê Hồng Phong tổ chức trong cái tư thế là bị động, tức là đáng lẽ là trường Lê Hồng Phong Đà Nẵng, và thứ hai là thầy hiệu trưởng cũng đi vắng, thực ra là cái buổi lễ cách năm nay tổ chức thì các khâu đều tốt, nhưng buổi lễ hôm nay thì hơi không được bằng năm trước. Đó là cái bài học lớn cho trường. Có điều gì là thầy chưa hài lòng? Nói chung thì không có gì lớn lắm. Tổ chức thì cũng rất là khó, tại mình nói vậy chứ mốt mình tổ chức còn dở hơn nữa. Dạ, thầy có yêu cầu gì cho đối với nhà tài trợ nếu mà lần sau tổ chức ở trường của thầy? Thì thứ nhất thì cũng mong là các nhà tài trợ đã từng tài trợ cho kỳ thi này nhiều năm qua, trong đó có công ty hợp điểm của các bạn, thì cũng sẽ tiếp tục tài trợ đối với trường chuyên Lý Trọng Cần Thơ, trường bằng cho tới hơn trường Lê Hồng Phong, biết cho là trường ở dưới thì khó khăn hơn. Cụ thể là thầy sẽ yêu cầu như thế nào? Ví dụ như là những cái phần thưởng cho học sinh, hoặc là những cái số tiền mà tài trợ để phát thưởng, hoặc là để tổ chức cho học sinh. Thì tôi đây cũng muốn có báo cáo NUS. Dạ, dạ. Thì có thể là này mà mình không làm á, khi nào mà còn thì họ bắt chức nên báo cho quốc tiến thì ghi nhập số điện thoại. Dạ, dạ, thì có gì sẽ các cái đại học đối tác họ đã nhất trí là sẽ có cái coi như là hàng năm cho đến trường, để chắc mình tính toán cái hoạt động cũng vài tháng nữa mình. Tôi về chắc tôi làm liền rồi. Có vậy. Rồi lên kế hoạch chứ, này tại mình lần đầu tổ chức rồi, thấy là làm xong rồi lên đây rút kinh nghiệm rồi. Bữa nay sẵn sàng tham gia quay kéo mấy cái gì nước ngoài làm một, và thứ hai nữa là PR đó, quảng bá người này để sẽ em cái đường link cái trang web của mình làm cái em để anh trong này có email anh giao vẫn có còn nhận. Thế thì tôi làm báo tuổi trẻ đó anh. À vậy hả? Gửi cái chuyện gì vậy?